sự khác nhau giữa tự chịu trách nhiệm và đổ lỗi cho bản thân là như thế nào ạ? Chịu trách nhiệm tức là ví dụ khi em đi ra đường, em bị người khác lừa, lỗi là của em, không phải lỗi của người ta. Lỗi của em ở đây là cái gì? Chị phân tích cho em nghe. Lỗi của em là em thiếu kiến thức, em nhẹ dạ cả tin, em để người ta nói cái gì em cũng tin, cho nên nó là lỗi của em. Rồi chị trách nhiệm gì nữa? Ba má em làm một cái chuyện gì đó đối với em, xong em bắt đầu em đổ lỗi là bởi vì gia đình em như vậy cho nên là em mới là một đứa con không ra gì, tương lai của em mới mù mịt như vậy. Đó gọi là đổ lỗi, không chịu trách nhiệm về bản thân. Rồi em là một cái đứa nghiện chơi game và hút sách và cờ bạc và bài bạc, lỗi là của bạn em. Em đi chơi với bạn em, đáng lẽ tụi nó không nên xúi em làm mấy cái chuyện đó, lỗi của em đó. Ai biểu mày chơi với mấy đứa bạn đó, thấy nó không tốt thì bỏ nó đi, cảm thấy nó độc hại cho mình, tại sao còn ngồi như vậy. Rồi ba cái ví dụ rồi nha. Vậy còn cái ví dụ là tự đổ lỗi cho bản thân mình là như thế nào? Chị nói ví dụ ba má em mà ly dị, xong mà em nói là tại em mà ba má em ly dị, cái đó là sai, không được phép đổ lỗi em cái đó. Đó là chuyện người lớn, người ta yêu nhau được, người ta bỏ nhau được. Bây giờ mày có bồ cũng vậy, ngày mai mày bỏ bồ mày, xong ba má mày thấy cảm thấy có lỗi với ba má bởi vì mày bỏ bồ hả? Liên quan gì chuyện tình cảm của em với bồ em, liên quan gì ba má em? Em thấy có lỗi với bồ bạn, ba má của bồ em nữa, liên quan gì? Chuyện mày với nó yêu nhau liên quan gì hai người kia? Chị ly dị chồng chị gì cũng không thấy có lỗi với ba mẹ chồng của chị. Chị phải chịu trách nhiệm, là chịu trách nhiệm cái cuộc hôn nhân của chị nó không có thành thì nó không thành nữa. Cái gì là cái đổ lỗi nữa? Tự đổ lỗi bản thân nữa. Ví dụ em thấy em đẻ ra trong một gia đình nghèo, em phải vất vả hơn người ta. Ví dụ mấy đứa nó giàu giàu nó sướng hơn xíu, hiểu không? Ngày nó làm 2-3 tiếng, còn lại nó đi chơi, nó đi làm móng, nó đi xe sang, nó đi xe hơi. Xong còn em ngồi em suy ngẫm, tại sao ba má mình không được như người ta? Rồi chắc là do mình, nhà mình nghèo rồi mình không xứng đáng. Không phải, ông trời không an bài hết rồi. Cái đứa giàu nó khổ kiểu khác, em nghèo nó khổ kiểu khác. Không nên đổ lỗi vậy cho em vì cái nơi em sinh ra, cái nơi em lớn lên, gia đình nơi em phát triển và vân vân. Những cái đó là gọi là đổ lỗi cho bản thân. Nhưng mà khi em nhận thức được là những cái đó em đang đổ lỗi thì bây giờ em chọn cách, ok, ba má mình không giàu như nó, tìm đường khác. Chị đã từng nói trong kênh của chị không có bằng đại học, chị không có ba mẹ giàu, chị là một con nhà quê dốt nát đần độ ngày xưa. Cái thứ duy nhất chị có đó là a fighter. Chị chiến đấu đến cùng, chị không bao giờ nản, chị quyết liệt với cuộc đời của chị. Mỗi lần nó có một chướng ngại vật, chị hỏi với chị là cách vượt qua chướng ngại vật này. Chứ chị không có nói là tại gia đình mình dạy, tại mình ở Việt Nam, tại cuộc sống của mình như vậy. Từ nhỏ chị đã biết rất rõ là chị không có thích hợp ở cái môi trường ở Việt Nam, cũng như là chị biết rất rõ là đàn ông Việt Nam sẽ không có ưng con gái như chị. Không phải là cái gì sai với chị, nhưng mà chị biết là chị mạnh, và chị biết là chị rất là kiên cường, hiểu không? Và chị rất là lì, và chị hay đặt câu hỏi rất là nhiều. Đó là tại sao mình không có được làm điều đó như con trai, và tại sao con trai được ăn đấm dỗ ngồi phía trên mà tại sao mình phải ngồi phía dưới làm chả giò, tại sao? Thì những cái đó nó làm cho chị nhận thức được từ nhỏ là mình đã khác biệt. Em cũng phải nhận ra em khác biệt, và tất cả những cái bạn đang coi kênh của chị, bạn nào cũng khác biệt hết. Mấy đứa không ai giống ai hết. Mấy đứa hiểu chị chưa? Đừng ngồi đây và so sánh mình, và bớt coi mấy cái người nổi tiếng đi, ca sĩ, diễn viên này nọ. Chị đã từng nói với em rồi, chị làm cho một hãng lớn, một hãng thời trang rất lớn. Chị biết để ra một cái tấm hình đó nó cần một ekip, từ cái thằng quay phim, chụp hình, cái con trang điểm, cái người stylist, ok, thậm chí những cái bộ áo quần, mấy con người mẫu trước khi nó trát cái đống nó lên, con nào cũng như con nấy rồi, có khi nó còn xấu hơn mày nữa. Em hiểu chưa? Nhưng mà mỗi đứa đẻ ra có một sứ mệnh. Sứ mệnh của tụi nó đẻ ra là làm búp bê, làm búp bê chuyên nghiệp. Mình đẻ ra mình không đẹp được như người ta thì mình làm gì? Là một cái con bình thường thôi, nhưng mà cái đầu thiệt là đẹp vô, cái đầu thiệt là thông minh vô. Chị là một minh chứng sống nha em đó. Chưa có đập mũi, sửa mặt đồ gì hết, không biết cái bữa có đập sửa không, nhưng mà bây giờ chị thấy nhan sắc của chị chắc chắn đi ra đường người ta còn không biết chị là con gái Việt Nam nữa. Nhưng mà chị rất tự tin. Mình nhẫn nhịn lời nói có tốt không? Em từng nhịn ai, giờ em vô công ty làm cứ bị ức chế mà cũ mới thì sao chị? Nhịn hay không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình không chị? Thứ nhất, chị đã từng dạy cái này rồi, chị muốn lặp lại. Miễn là em còn đi làm cho người ta thì em ngậm cái mỏ em lại, tuân thủ theo cái nơi đó. Bởi vì sao? Em không có quyền đâu. Nếu như em có quyền em bỏ việc đó, em đi kiếm việc khác ngon cơm hơn đi. Nếu như em nói chị dạ không bỏ được, vậy thì ngậm cái mỏ chó của mày lại. Suốt ngày than thở. Nếu như em đang làm việc ở một môi trường mà em không thích, hãy đối xử với nó như một cái nơi, như là dạng như em vừa điếc vừa câm vừa mù vậy. Đi làm cho có, để có tiền trả tiền ngày ba bữa, về nhà
xây dựng ước mơ riêng của mình. Ước mơ của em là gì chị không cần biết, em phải là người biết rõ nhất. Ngồi xuống ghi ra cái ước mơ của mình, và sau đó không có lo mất chuyện tàu lao đó nữa. Tụi nó lãi nhãi, tụi nó kệ mẹ tụi nó. Đi làm chỉ đúng một cái chuyện duy nhất, đó là đi kiếm tiền. Ngày xưa lúc chị đi làm chị rất tập trung, chị nhận thức rõ chị đi vô hãng. Cái việc đi vô hãng của chị là để có tiền, để chị đi học, để chị làm giàu, chấm hết. Chị không nhiều chuyện, chị không đi la cà buổi trưa với tụi nó, chị không đi ăn nhậu buổi tối với đứa nào hết. Hết giờ làm là chị đi về nhà, hoặc hết giờ làm là chị bắt đầu đi gặp thầy của chị. Chị lăn lộn, ok. Tụi mày cứ nghĩ tụi mày chăm chỉ, không có đâu. Không có đứa nào bì lại với chị ngay tại cái thời điểm này bây giờ đâu. Thậm chí team của chị mà tụi nó còn làm việc không lãi sức của chị. Okay, chị nghiêm túc với cái điều đó. Nếu như em thật sự ở một cái môi trường làm việc và em cảm thấy em không có happy, người này người kia gossip, gossip tức là nhiều chuyện đó, hết đứa này nhiều chuyện đứa kia, hết đứa kia ganh tị đứa này, giành bill giật phiếu, rồi giờ cướp khách, rồi lấy lòng sếp này nọ, kệ mẹ tụi nó. Đó là cái môi trường của họ. Em cảm thấy em không thích hợp đúng không? Nâng cấp cái môi trường của em lên bằng cách nào? Học tiếng Anh vô, tăng kỹ năng vô, giỏi lên. Ok, khi em càng giỏi lên em thiếu cha gì chỗ. Chị có bằng đại học đâu? Không. Self learn, tự học. Vô kênh của chị Nhi học, học tiếng Anh, kiếm thêm cơ hội. Cơ hội đầy ngoài kia. Mấy đứa tới cứ nói với chị em không thấy cơ hội nào hết. Ngồi với chị 5 phút, rồi chị giờ em mới thấy có nhiều chỗ có tiền vậy. Đúng rồi, người giàu của chị nhìn đâu cũng thấy tiền, người nghèo của tụi mày nhìn đâu cũng thấy là nguy hiểm, là hiểm họa, là làm không được hết á. Tại vì tụi mày sẽ kiếm cái cớ để không phải làm một cái gì hết. Em nếu là một đứa vô dụng và thất bại, chị cũng sẽ không đi tới để mà nói ê chị cho em cơ hội này. Tại vì sao? Tao còn phải nuôi mày. Lấy một đứa vô là em phải dạy cho nó, em phải cho nó kỹ năng, em phải bày cho nó nghề. Không ai muốn làm cái đó hết á. Ở đây đứa nào đi làm ở công ty nước ngoài rồi vô đây nói cho nghe nè. Mày đi làm người ta chỉ nói đó, tự vô đọc cái code của công ty rồi làm. Mày làm sai lên nó ngó lại mày, nó nói đọc chưa, đọc kỹ chưa, xuống tự sửa. Mày làm đi làm lại mày sửa không được, mày làm không được, nó kêu extra xuống, nó nói extra xuống, hỏi mày có làm được không, làm được nghỉ tao tuyển đứa khác. Một khi em còn là cái đứa mà lương bèo nhèo, người ta sẽ còn coi thường em. Như thường lệ, nếu các bạn lần đầu tiên coi livestream của Nhi, đừng có quên nhấn like, share và subscribe, cũng như coi những cái video livestream cũ của Nhi. Livestream nào của Nhi cũng hay hết á, livestream nào Nhi trả lời cũng xuất sắc hết, cho nên các bạn coi lại hết đi, học được rất là nhiều.